Cửa hàng Nhật Động Cơ xin kính chào tất cả các quý khách hàng, địa chỉ của cửa hàng ngã tư sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại 0986289901. Số điện thoại bên em có sử dụng Zalo và bên em có ship toàn quốc nha mọi người. Hôm nay bên em sẽ lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một mẫu máy cơ xích hạng tầm trung nóng đứng nha mọi người. Em này đến từ thương hiệu của Echokiorit nha. Mã số của em này là V3400 nha mọi người. Đó, mẫu hệ đầy 4 số ha. Mẫu này thì nói chung là rất thích hợp cho anh em xài trong gia đình, vườn nhà, vừa tầm vừa tay, nhạy nổ, ổn định, dễ sử dụng, dễ xài nha mọi người. Đó, em này thì nó có cái xả hơi này, khi mà anh em giật nặng mình bấm vào cái nút xả này thì giật nó giảm giật hơn nha mọi người. Đó, so với bình thường là bấm vào là giật nó rất là nhẹ ha mọi người ha. Đời Echo thì anh em biết rồi, nó vòng tua nó vừa tầm nhưng mà nó được cái nó tiết kiệm nguyên liệu tốt, nó ổn định nha mọi người. Đó, lam được sử dụng lam Latin 40 nha mọi người. Đó, lam ráp cho anh em lam Latin 40cm. Mặt các cây là 35 nha, xích được sử dụng xích chân 25 này. Đó, lam xích rất là đẹp, lam Latin thì các đầu rãnh là hợp kim này nha. Đó, thì xài nó đỡ bị xúc xích, đỡ bị cong lam. Xích này thì cũng còn ok, em đã rúa sẵn về anh em chỉ việc sử dụng thôi nhé mọi người. Đây. Đó. Ốp lam cái này được sử dụng ốp lam 2 ốc nha, vặn trực tiếp bằng 810. Tăng xích của em này nằm tại má ốp lam này rất là thuận tiện, anh em chỉ việc lấy lỏng 2 ốc ra. Mình thò vít đó mình tăng giảm xích tại má ốp ha. Hoặc là đằng trước này cũng được này. Đó. Bên phía mặt má ốp lam tem màn thương hiệu Kiorit vẫn còn nha mọi người. Đây. Rất là sáng nha anh em. Chốt e đằng sau này nhá mọi người. Đó, e đây. À, xả hơi đằng trước này. Và đây đằng lốc mặt tiền đây nhá. Đó là đời bô này là đời bô giảm thanh nhỉ. Âm thanh phát ra nó êm ấm, đỡ bị rè rè ha. Đó và lốc mặt tiền đây, độ chề chùa ít nha mọi người. Đó, tình trạng máy là zin nguyên bản nhá, bảo hành bao lột lòng 12 tháng. Anh em mua bên em sẽ tặng kèm cho anh em 3 món đồ đi theo máy, buji rúa, tiếp mở buji nhá mọi người. Đây là nắp bình chứa nguyên liệu nhớt thải bô trơn lam xích, nắp đằng sau này là bình chứa nguyên liệu xăng pha chung với nhớt nha mọi người. Bên phía mã hộp giật tem mạc thương hiệu Kiorit vẫn còn này. Đó, CSV3400, mã số seri đây, 001815, Mark in Japan ha, hàng chuẩn Nhật Bản nha mọi người. Đấy, lốp mặt tiền bên trên này. Đó, rất là sáng, rất là đẹp nhá. Tem hướng dẫn sử dụng đằng sau vẫn còn này nha. Đó, nói chung là mẫu này anh em xài gia đình, vừa nhà, vừa tâm. Giờ mình xem ở bộ phận lọc gió cho anh em xem bên trong này. Màn lọc thiết kế cho anh em là một màn lọc tròn nha mọi người, bằng giấy ha. Đó, màn lọc bông giấy, đó, chống bụi tuyệt đối vào bình xe con và đầu nòng nha mọi người. Nói chung là những cái bụi nhỏ nhất có thể bay qua thôi, còn bụi to là nó nằm bên ngoài hết ha. Bởi vì cái màn lọc này anh em thấy nó rất là chắc chắn luôn nha mọi người. Đấy, và chế của nó là chế quân rồ nhá, nên là tiết kiệm nguyên liệu rất là tốt nha. Đó, buji này, đầu nòng này anh em thấy rất là sáng, rất là đẹp, zin nguyên bản nha mọi người. Rồi giờ sẽ khởi động cho anh em nghe tiếng máy nhá. Giá của em Echokiorit V3400 này là 2.700.000 đồng, được ráp cho anh em lam Latin nhé. Anh em nào có nhu cầu sử dụng hai máy cơ xích này mình liên hệ qua đầu số điện thoại 0986289001 đặt hàng nhé mọi người. Giờ em sẽ khởi động cho anh em nghe nhé. Xuống là tắt, đẩy lên là xài nha. Anh em nghe tiếng máy ha. Êm ấm. Đấy, ổn định vừa tầm. Được máy này, nhớt làm ra rất là tốt ha. Đó, đặc biệt là nó có xả hơi này, anh em giật nặng bấm vào nút xả này. Đó, bấm vào cái nút này nó đẩy bên trong là anh em giật nó rất là nhẹ nhàng. Nó như mất hơi, nó xả hơi xì xì hơi. Đó, rất là đã luôn. Còn bình thường anh em giật này nó nặng này. Đó, nó nặng hơn. Nhiều khi mình bấm vào nút xả nó giảm giật đi. Đấy, nó xì hơi. Đó, nó xì xì đó ha. Quá đã. Echo V3400 nha mọi người. Giá của em này là 2.700.000 đồng, được ráp cho anh em lam Latin nha. Anh em nào có nhu cầu sử dụng em máy cơ xích này thì liên hệ qua đầu số điện thoại 0986289901 đặt hàng nha mọi người. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Anh em xem video nhớ cho em một like, một đăng ký, bật chuông ủng hộ cửa hàng bên em nhé.